Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm qua chủ nhật, ngày cuối tuần có rất nhiều anh em hóng clip của tôi. Mà tôi rất tiếc vì có cái việc bận nên là tôi không ra được clip. Rất mong là anh em thông cảm với tôi. Đấy, và tôi biết là có tới tận 3 lý do ngày hôm qua mà có rất nhiều anh em hóng cái clip của tôi. Cái lý do thứ nhất ấy, nó là cái dịp cuối tuần. Hôm qua là ngày nghỉ của anh em không phải làm gì, anh em muốn có một cái clip xem để thư giãn vào dịp cuối tuần. Đấy, thì hôm qua tôi lại không ra được clip. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là gì? Cái lý do này rất là phổ biến và có rất nhiều anh em cũng hỏi tôi rồi. Đấy là đang có cái giải đấu Championship ấy. Đấy, thì anh em có mong muốn là tôi sẽ ra những cái video clip liên quan đến Championship, ra những cái đội hình nào ngon, dễ chơi, dễ trúng thưởng ở trong cái giải đấu Championship. Nhiều anh em sẽ bảo là cứ chơi theo meta bây giờ là được. Thì không nha anh em nhá. Ở trong cái giải đấu Championship thì họ sẽ không chơi theo cái meta ở trong rank đâu. Bởi vì Championship tốc độ trận đấu nó sẽ rất là nhanh. Và anh em biết rồi đấy, ở trong rank bây giờ thì nó là Warrior đúng không? Nó là Goblin. Đấy, Goblin rất mạnh ở trong rank. Nhưng mà vào trong giải đấu ấy, chơi Goblin là toang ngay. Đấy, và tôi đã chuột bạch cho anh em rồi. Tôi đã thử chơi Goblin ở trong giải đấu và tôi đã toang nha anh em nhá. Thế nên là có người chuột bạch đi trước rồi. Thì anh em muốn là tôi là cái người chuột bạch và sẽ chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm để có thể chơi giải đấu Championship nó ngon nghẻ nhất. Đấy, tôi cũng sẽ ra video clip trong tuần sau nha anh em nhá. Chúng ta vẫn còn 4 trận nữa để làm lại, yên tâm. Đấy, chỉ cần 4 trận top 1 thôi là chúng ta lại vào, đúng không? Kể cả là trong tuần này cái thành tích của chúng ta nó không quá cao. Đấy, ví dụ như là tôi, đấy, tôi tuần này thành tích của tôi là không cao. Nhưng mà tuần sau tôi cố gắng tôi được 4 cái top 1 để tôi có thể là tiến sâu vào vòng chung kết. Đấy, đánh vào trong top 8 và biết đâu đấy tôi lại vô địch năm nay. Tất cả những cái kinh nghiệm mà đã phải trả giá bằng rất nhiều máu và nước mắt của tôi sẽ được chia sẻ trong cái tuần tiếp theo anh em nhé. Tuần sau sẽ là tuần của Championship. Tôi sẽ cố gắng tôi chất lọc, tìm ra những cái đội hình dễ chơi, dễ trúng thưởng nhất cho anh em. Và thậm chí là counter luôn cả cái meta ở trong cái giải Championship luôn nha anh em. Nha anh em nhá. Và nếu mà anh em chơi Championship tuần này rồi thì chắc anh em cũng nhận ra là cái bộ gót đỏ kết hợp với du xoay nó đang làm mưa làm gió đấy. Đang là meta ở trong cái giải đấu đấy. Rất là khó chịu luôn. Tôi có ông em surfarm 4 trận top 1 nhờ cái đội hình đấy đấy anh em ạ. Vào giải là chỉ có surfarm gót đỏ. Gót đỏ kẹp với du xoay. Lên 10 là kẹp được với cả 4 warlock nếu mà có cái dấu ấn của hệ gót. Quá khỏe luôn. Thực sự là cái bộ đấy bây giờ là ở trong cái giải đấu là làm mưa làm gió luôn, cực kỳ gây khó chịu. Ngoài cái bộ gót đỏ ra thì còn có cái bộ đỏ võ sư nữa, cũng là một trong những cái bộ mà ở trong cái giải đấu họ rất là hay chơi và chơi là rất khỏe đấy. Nhưng mà yêu cầu là phải câu ra được cái con gấu tổ, thì câu ra con gấu tổ thì hơi khó. Đấy, thì thường là người ta sẽ chơi gót du xoay. Bởi vì cái bộ gót du xoay ấy, nó còn đấm được cả cái bộ kia nữa cơ anh em ạ. Đó, nó đấm được luôn cả cái bộ gót võ luôn. À, đỏ võ. Đỏ có thể kết hợp với gót võ cũng được. Nếu mà có dấu ấn thì có cả gót võ luôn. Nhưng mà cái bộ đỏ kết hợp với cả du xoay ấy, tôi công nhận là nó khỏe hơn thật. Và nó dễ chơi. Con du chỉ cần lên 2 sao thôi là từ từ là up lên 10 thôi, chả cần phải làm gì cả. Đấy, chỉ cần nó coi như là lấy chuẩn đồ là được. Thì cái bộ gót đỏ bây giờ đang khỏe ở trong cái Championship. Còn cái bộ Warrior thì tôi thấy cũng ít người chơi. Đấy. Ngoài ra còn có một vài cái layout khác không đáng kể lắm. Thì tuần sau sẽ là giới thiệu về cái meta ở trong Championship là một này. Thứ hai là sẽ có những cái đội hình counter và cái đội hình gót đỏ nha anh em nhá. Anh em chú ý theo dõi và đón xem. Đấy, mà anh em nào chưa đăng ký kênh và vẫn đang loay hoay chưa biết tìm cái giải pháp nào ở trong Championship thì anh em có thể đăng ký kênh để có thể là xem những cái gợi ý của tôi. Và dạo gần đây thì tôi cũng thấy có những cái số liệu nó cho tôi thấy là kênh của tôi ấy, hiện tại là có rất nhiều anh em quay trở lại để chơi game. Đấy, trước đây là đã nghỉ rồi, sau đó là bây giờ quay trở lại chơi game và tìm đến kênh của tôi để tìm ra được cái lối chơi ở trong game. Cái meta mới, tìm hiểu meta mới là anh em cũng tìm đến kênh của tôi luôn. Rất là cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, lấy là tôi đã chia sẻ cho anh em hai lý do mà các anh em mong muốn là sẽ có cái video clip ngày hôm chủ nhật. Và cái lý do cuối cùng và cũng là cái lý do quan trọng nhất, đấy chính là tôi có hẹn với một người là anh em Nguyễn Bá Hưng ngày hôm qua.
là ra video clip về cái bộ gót mèo. Và tôi còn không những là hẹn với anh em Nguyễn Bá Hưng, mà tôi còn hứa với các anh em ở trên kênh nữa. Là cái hôm trước ấy, tôi hứa với các anh em là tôi sẽ làm lại cái bộ gót mèo sau. Vì làm sao? Vì hôm đó tôi có chơi cái bộ gót mèo nhưng mà tôi không thực hiện được. Đấy, con mèo nó không ra. Nên là tôi đã hẹn anh em là vào cái dịp cuối tuần tôi sẽ làm lại. Đấy, thì tôi lại không có ra clip được vào hôm Chủ nhật. Bởi vì là làm sao? Bởi vì là cái bộ đấy nó khó quá. Nên là cũng không kịp ra vào hôm Chủ nhật luôn. Đấy, và hôm Chủ nhật lại vướng cái là phải đánh championship nữa. Rất nhiều những cái công việc. Đấy, vừa đánh championship này, rồi vừa có như là làm content này, xong rồi lại vừa làm gì nữa, lại vừa làm việc nữa, ở ngoài nữa, đó, làm nhạc. Đó, nên là tôi cũng không còn thời gian để mà có thể up kịp cái clip vào cái ngày hôm qua. Thế nên là hôm nay tôi mới up được nha anh em nhá. Rồi, và hôm nay tôi sẽ làm cái bộ gót kết hợp với cả mèo. Đấy. Trận đấu này chúng ta sẽ chơi gót với mèo và tôi sẽ eco. Ok. Trong cái truyền thuyết thì nó có đầy đủ những cái mà có chúng ta có thể chơi được. Đấy là có con bom và có con mèo 5 đô. Đó, chúng ta có thể up lên 9, lên 8 sớm chúng ta kiếm được bom. Chúng ta có 6 mech kết hợp với cả 6 goblin. Run ra con mèo 5 đô, run ra bom 3 thì chúng ta có thể chơi rất là ngon lành. Nhưng mà bây giờ thì tôi phải eco cái đã anh em nhá. Eco đã. Hy vọng là sẽ không có ai phá chuỗi của tôi. Đấy, để tôi có thể có đủ tiền, tôi tích tiền và tôi lên được 9 ở round 18, 19 gì đấy. Sau đó là tôi sẽ xả tiền ở round 18, 19. Tôi xả hết tiền để tôi kiếm cái con bom. Chỉ cần ra một cái con bom ở cái round 18, 19 thôi. Tôi sẽ có đủ 6 mech kết hợp với 6 goblin. Và ở ngay tại cái round 19, với cái đội hình như thế thì chắc chắn là tôi sẽ có thể chiến thắng. Và tôi sẽ kiếm được một cái tinh hoa đầu tiên. Và nếu mà may mắn, tôi có thể ra được một cái con bom 2 sao, kèm theo đấy là ra một con mèo 5 đô. Kể từ đó là tôi sẽ dồn đồ cho bom. Và cái con bom đấy nó sẽ gánh tôi cho đến lúc mà tôi câu kéo thời gian để tôi ra được cái con mèo 3 tiền này. Tôi ra được là gì? 3 sao. Đó, sau đó kết hợp với một con mèo 5 đô 3 sao. Nhờ cái việc là tôi dùng tinh hoa mech để tôi roll. Cuối cùng thì tôi sẽ có một cái đội hình full gồm có một cái con bom 3 sao, một cái con mèo 5 đô 3 sao. Kế đó là cái con mèo 3 tiền của tôi, nó sẽ lên được 3 sao và nó sẽ cầm những cái món đồ trấn phái nhất của nó. Ví dụ như là cái giáp xoay, cái radian và đặc biệt đó là cái gương. Đấy, khi mà chúng ta có cái gương rồi thì nó sẽ là gì? 9 con mèo nhảy TikTok nha anh em nhá. Đó, quá tuyệt vời luôn đúng không anh em? Lúc đó thì thực sự là một cái màn trình diễn rất là mãn nhãn luôn. Đấy, qua nhà nào là coi như là đấm nhà đấy sấp mặt. Đấy, trận nào round nào là cũng phải đẩy rơi vào đâu đấy tầm khoảng 30 máu. Quá tuyệt vời. Đúng là một cú comeback ngoạn ngục của tôi. Ôi da, chết đây. Sao này phát chuối của tôi này. Ui giời ơi, mẹ vãi đái á. Thề đúng là đời không như là mơ anh em ạ. Liệu rằng cái con người đá nó có đấm mất chết hai con không nhỉ? Ui giời ơi, đấm chết nó đi. Ui giời ơi, bất tử á. Thôi sao rồi, chắc chắn là ta ăn được rồi. Đúng là vẽ game thì bao giờ cũng dễ hơn thực tế anh em ạ. Đời không như là mơ đâu. Đời không đơn giản như là mơ đâu. Đùa chứ, nói thật với anh em mà đánh ở mức rank queen thì chắc chắn là khi mà tôi chơi thì thế nào sẽ bị là phá chuỗi thôi. Không bao giờ có thể là có được một cái chuỗi đâu. Khó lắm. Chuỗi thua quá dễ để phá. Trừ khi tôi đánh chuỗi thắng anh em ạ. Chuỗi thắng thì đối thủ không có cái cơ hội phá. Còn nếu mà đánh eco thì quá dễ để phá rồi. Chỉ cần bỏ bài ra thôi đúng không? Đấy, còn tôi đánh chuỗi thắng thì nhiều khi là mình có thể nhận thấy là đối thủ mạnh hơn. Đối thủ có gì đấy mà mạnh hơn ý. Mà áp đảo hơn là có thể là roll mấy cái để form được cái đội hình mạnh hơn một chút, để giữ được cái chuỗi. Nhưng mà khi mà chúng ta eco thì chắc chắn là đối thủ sẽ bỏ bài ra và phá chuỗi. Đấy. Hơi cay một tí nhưng mà thôi không sao. Chúng ta vẫn có thể chơi được. Rồi. Trứng này, nhưng mà trứng này thì không phải đập cho mèo nhá. Rồi, lấy đồ nào. Tiếc nhỉ, chúng ta sẽ không thể lên 9 để roll ra con bom. Nếu mà chơi như này chắc là Hyperon ở level thấp thôi vậy. Hyperon ở level thấp thôi.
Đấy, kế hoạch nó bị phá sản rồi. Thì nó là kế hoạch A thôi. Chúng ta không có kế hoạch A thì chúng ta chuyển sang kế hoạch B nhá anh em nhá. Kế hoạch B là chúng ta sẽ Hyperon ở level thấp. Thực sự là nếu mà có được một cái trận đấu mà được Eco ấy, thì tôi nghĩ là chắc phải chục năm rồi tôi mới dã man. Chục năm rồi mới được Eco mà. Thật mà. Rank Queen này, Eco bình thường cái người mà người ta không ai biết đến ấy, vào trong rank Eco nó còn khó. Nữa là tôi vào trong rank nhiều ông muốn phá lắm anh em ạ. Ông rất là thích phá tôi. Không phải chỉ có anti fan đâu nhá, mà kể cả fan cũng rất là thích phá tôi luôn. Rồi, up 6 à? Hay là down sau nhỉ? Tôi nghĩ là cũng không lên tiếc 50 tiền này. Lên 6 luôn. Thắng là chúng ta có 3 tiền cơ mà, đúng không? Trong khi đấy chúng ta chỉ mất có 1 tiền đồng tiền lãi thôi. Thậm chí là lên 7 luôn nha anh em ạ. Lên 7 thì sao? Như này đi, đúng không? Có Goblin nữa. Vô tư. Một round thắng là chúng ta gỡ lại được. Ôi nhưng mà round này gặp thằng mạnh thế. Lại bị phá sản rồi. Kế hoạch lại tiếp tục bị phá sản rồi anh em ạ. Vãi đái. Ôi sao này cũng khỏe đấy. Đùa thề. Gấu 2 ạ. Gấu 2 câu ra gấu tổ gấu đá luôn. Đánh Saman. Nhìn nó biết là đánh Saman rồi. Kế hoạch phá sản liên tục như này thì có chết tôi không nhỉ? Đen thật. Mà chả có cái con 2 sao là cơ. Bây giờ mà ra kể cả là con sao Breaker 2 sao thôi thì là nó cũng là ok rồi. Nhưng mà nó lại chưa ra. Mà nên nhớ trận này có cái thằng phá chuỗi của tôi ấy, nó đang có chuỗi cộng 7 đấy nha. Máu còn rất nhiều luôn đấy. Round 13 mà còn 75 máu. Trời. 50 tiền rồi. Level 6 rồi luôn nhá. Tức là sắp lên 7 rồi đấy. Mà đây là mới là round 13. Căng thật. Ui mà trời này thằng nào mạnh ấy. Thế thằng có con du hay sao kìa. Không biết có gót đỏ du nhỉ. Gót đỏ du trận này lại chơi gót kết hợp với mèo. Kết hợp với Goblin thì có ăn được không. Hơi khó nhỉ. Trong trận này có vẻ nhiều thằng to á. Bây giờ up lên 7 này là sai lầm rồi. Up lên 7 nhưng mà lại không ăn được thằng nào hết. Anh em ạ. Vừa từ cái lúc mà tôi up lên 7 là tôi đang đánh chuỗi thua luôn đấy. Cay quá anh em ơi. Trước khi up lên 7 tôi vẫn còn thắng nhưng mà sau khi up lên 7 tôi thua luôn này. 73 máu. Cho gặp cái thằng nào mà ăn được đi. Chả nhẽ lại không ăn được thằng nào. Vô lý thật. Thằng này, ôi thằng này cũng hai mèo luôn ạ. Cá lông ra rồi. Khỏe đấy. Ôi kìa. Ừ được. Phải ăn được chứ. Thằng này là cái thằng đứng thứ 6 anh em ạ. Tôi là thằng đứng thứ 7 thì nó là thằng đứng thứ 6. Đúng ảo ma Calada. Rồi. Lên được con sao Breaker, lên được 2 sao. Ít ra là có một con lên 2 sao. Dừng lại ở level 7 roll thôi anh em nhá. Ảo thật đấy. Thế là tôi ăn được đúng một cái thằng mà trên tôi một bậc. Mình đứng thứ 7 thì ăn được thằng đứng thứ 6. Kinh quá nhờ, thằng kia level 7 thừa tiền luôn. Thừa 2 tiền để mà up 8 luôn. Cắn máu phát lên còn 69 máu. Có vẻ như chơi 9 Warrior thì phải. Tiền nhiều kia thì chắc chắn là 21 là lên 9 rồi. 21 lên 9 còn rơi vào đâu đấy còn khoảng 40 máu thì là vô tư. Trận này nói chung là nếu mà cái thằng đấy nó chơi Warrior ấy, thì tí nữa chúng ta cũng sẽ không sợ đâu. Chúng ta chơi gót mèo cho nó ăn được. Con mèo này nó sẽ không bị phản lại đâu. Sát thương của nó sát thương chuẩn nên là khi mà nó gây sát thương thì nó sẽ không bị phản lại. Đưa ra mèo đi. Thề. Anh em thấy không? Rồn như thế mà ra được đúng một con mèo.
Bao tiền roll như thế mà ra đúng con mèo anh em ạ. Gương này, ok rồi đấy. Ít ra là cũng phải như thế đã. Coi như là chúng ta có 4 con mèo rồi. Nhưng mà chúng ta cần 6 con. 6 con mèo. Thằng này cũng có thể ăn được đấy. Ok. Được chưa? Thằng này đứng bo góc. Được chưa? Đứng đứng. Ê, có công nghệ nhá. Rồi. Nó đứng sát góc con mèo không nhảy vào được anh em ạ. Ui rồi. Unicorn nhiều á. Ô. Có lên up tạm con unicorn này lên 3 sao nhỉ? Ở đây, được, 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 được. Được. Con này lên 3 sao đã. Không có 2 sao thì phải có 3 sao để gánh chứ. Hợp lý rồi. Hợp lý rồi anh em ạ. Ui, thằng này cũng có 3 sao này. Vậy là có người chơi cùng bộ. Này cũng sẽ chơi Goblin. Nó ra là con Breaker. Sky Breaker 3 sao. Nó khỏe hơn anh em ạ. Vãi đài. Khỏe thế. Level 6 đấm chết level 7 luôn. Không biết là nó khỏe hay là tôi yếu đây. Bây giờ là form được gần như là full 2 sao rồi này. Thế mà rồi cuối cùng là vẫn thua chứ. Ơ cái trận này cứ đánh cái kiểu gì ấy, anh em ạ. Toàn thua thôi. Còn cái thằng 9 Warrior nó bắt đầu lên 8 rồi. Eco được chuối cộng 11 rồi kìa. Vẫn chưa mất chuối cơ. Vãi đái còn tận 53 máu. Nhiều thế. Eco đến đang 18 rồi mà vẫn còn 53 máu ạ. Đang 19 có tụt được dưới 40 máu không nhở. Thường nhờ. Đánh chuỗi thua 11 mà rồi còn có cả máu nhiều nữa chứ. Tiền nhiều, máu nhiều. Cay nhờ, tôi bị nó phá chuỗi xong. Bây giờ nó là còn khỏe hơn tôi. Tiền nó nhiều hơn tôi. Sắp lên 9 đến nơi rồi. Bây giờ mình chỉ bắt lạt được mấy cái thằng này thôi ấy. Thề. Chưa thấy mèo đâu, cay thật. À đây rồi, ui rồi, được đấy, một con nữa. Ui, thật luôn. Quá tuyệt vời. Ok. Rồi vậy là thế thì ngon rồi đấy. Ok quá nhờ. Rồi, thôi lại ở đây roll tiếp. Cứ roll mèo 3 đã được tính anh em ạ. Đánh ở 7 luôn. Có 3 sao gánh rồi. Này gặp lại nó này. Ui rồi bây giờ thì cậu có mất được cái chuỗi này không? Chắc là cũng không luôn. Vì đâu này tôi thắng mà. Tôi thua kiểu gì được. Ơ thế thôi thôi kiểu, cậu eco tiếp đi nhá. Cậu eco tiếp đi nhé. Rồi á đẩy con 28 máu. Này thì eco này. Cho eco luôn đến 20 luôn. Đây rồi, trứng rồi, còn 2 con mèo nữa thôi. Cậu thích Eco gì? Ok. Thực ra cái quả vừa rồi là cái quả nó phá chuỗi tôi lần thứ hai đấy anh em ạ. Anh em cứ để ý cho xem. Thực ra tôi vẫn đang chịu thua mà, đúng không? Vẫn đang đánh chịu thua mà. Nó thằng này cay thật đấy, nó hai lần phá chuỗi của tôi. Thề. Cáu thật sự. Thằng đấy nó đểu thật đấy. Đúng là cái giá của sự nổi tiếng anh em ạ. Đùa thật. Dã man. Mình nổi tiếng mà, mình là người nổi tiếng. Nhiều người người ta phá chuỗi. Cái giá của sự nổi tiếng anh em ạ. Chấp nhận thôi. Rất nhiều người là coi cái việc phá chuỗi của mình làm đam mê. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ roll ở level 7.
Nhiệm vụ bất khả thi. Luôn là con mèo 3. Hai con nữa thôi. À ui, từ từ nha. Thiếu con Velo mà. Vẫn chưa được. Thiếu con Velo. Đủ Velo thì có thể là tôi sẽ lên 8. 6 Goblin kết hợp với hai mèo đánh ở level 8 ấy, xong roll tiếp ở level 8 cũng được. Ui, thằng roll kinh ấy. Nhưng mà chưa có mèo 2. Tôi lấy hết mèo của nó rồi. Nó cũng roll ở level 7 đấy anh em ạ. Bây giờ ấy, roll ra là con Velom thì chắc là vẫn lên 8 anh em ạ. Tôi vẫn sẽ lên 8 đấy. Có 6 Goblin nó vẫn khỏe hơn. 6 Goblin giáp nó vào, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để câu kéo thời gian. Ui thằng này vãi cứt gấu tổ 2 luôn này. Nhưng trông có vẻ như tôi sẽ ăn được. Có được không? Ui thua. À được. Chết con gấu tổ là ăn được không? Hay. Ui con mèo gây đam kinh phết nhỉ. Được đấy. Đốn tiếp. Từ từ nha. Thế thôi. Từ từ đã. Bây giờ ra là không ra là không kịp đâu. Đây như này đi. Ok nha. Bây giờ không cần cái con unicorn nữa. Bây giờ chúng ta đủ đội hình mạnh rồi. Gặp lại nó này. Lần này tôi nghĩ là ăn được rồi. Mèo đủ đồ rồi anh em ạ. Ok. Mèo có đồ rồi. Có cái gương nó khác hẳn luôn ấy. Rồi bỏ mèo ra luôn tiếp à. Vẫn chưa ra này. Velom này. Ồ. Ra Velom này là đủ bộ đó. Nhưng mà như thế là phải lên 8 anh em ạ. Lên 8 mới chơi được. Nếu mà chúng ta đánh ở 7 thì nó cái bộ đấy nó sẽ không đủ. Đánh ở 8 thì 16 Goblin kết hợp với cả hai mèo được. Như thế liệu có yếu hơn không? Bây giờ roll ra một con 3 sao rồi sao? Roll ở level 7 lại thêm một con 3 sao nữa. Saman à? Ui ra được con mèo 5 đô rồi kìa. Level 9. Level 9 25 tiền ra mèo 5 đô. Ăn được không? Ui vẫn ăn được này anh em này. Sau round này có khi là sẽ phải xả tiền thật mạnh để kiếm cái con mèo 3 sao á. Ok ra mèo đi. Còn một con nữa. Một con sao Breaker nữa thôi. Ui sao lại ra trứng. Đây rồi. Ơ kìa sao không ra. Ui vãi đài ạ. Ui tôi chết rồi. Quên anh em ơi. Quên mất để mèo ở ngoài. Ơ thế thì mất mẹ chuối cho cái thằng Warrior rồi. Cay nhờ, chính là cái thằng phá chuỗi tôi này. Ui giời ơi, cay quá. Tôi vứt mèo ra tôi quên, tôi không lém vào. Thực ra là không phải quên mà là không kịp. Chán cái pha xử lý vừa rồi, mất 18 máu luôn ạ. Đúng để tôi mất 18 máu luôn. Cay nhờ. Ui giời ơi, mèo ơi, sao mà mày không ra.
Cái quả đấy thực ra nếu mà chỉ cần ra một con Sky Breaker nữa là tôi đập trứng là ngon rồi, giải tán cái hàng chờ rồi, nhưng mà không. Nó như thế này. Quả xử lý nhiều con ở trên bàn cờ quá, không kịp xử lý luôn. Sai lầm chết người, mất chuỗi cho cái thằng kia. Nếu mà mất chuỗi cho thằng khác thì ok, mất chuỗi cho đúng cái thằng phá chuỗi của tôi, cay thế chứ nị. Đúng là oan gia thật, oan gia ngõ hẻm. Cái ngõ hẻm nó bé lắm, lúc nào sẽ gặp nhau thôi. Đi đâu cũng gặp. Đúng cái quả mà gọi là round quyết định thì lại gặp nó, thế là thôi xong, mất chuỗi luôn. Quả đấy mà có khi là không roll thì có khi là vẫn còn chuỗi đấy. Đúng sai lầm. Gặp thằng Warrior bình thường vẫn đấm được mà, có làm sao đâu. Tự nhiên lại roll làm cho cái bàn cờ nó nhiều bài quá, không kịp xử lý. Quả đấy cứ roll cố, roll vội. Thực ra quả đấy roll cố, roll vội cũng sai lầm luôn. Quá tuyệt vời. Chuyện này đồ chấn phái phết đấy anh em ạ. Rồi kiếm nốt à. Mèo ơi, mày đâu, mày ra đi. Tao bực lắm rồi đấy. Ra xem nào. Đấy rồi. Ui giời bạn ơi, lâu quá. Tao 26 mới lên được 3 sao ạ. Thề luôn hết cả tiền để lên 8 luôn mà. Ok. Rồi, còn lại những cái con còn lại thì chắc là tôi sẽ không dùng để đập trứng đâu. Từ từ nó tự ra thôi. Quả trứng này sẽ để đập cho Calong. Để xem đã. Hoặc là Velomancer anh em ạ. Velomancer 3 sao cũng được. Mà khả năng tôi sẽ đập cho Calong. Lên được mèo 3 ấy, với gương là gánh được, không sợ đâu. Đấy, khỏe mà. Đội hình nó nhiều 3 sao nên là thực ra bọn này nó cũng khá trâu. Nó không cần phải có giáp, máu nó trâu là được. Lên 8. Để thế này mạnh hơn hay 6 goblin mạnh hơn nhỉ? Để thế này là chúng ta sẽ có tổng cộng là 11 con đấy. 11 con trên bàn cờ luôn. Nhưng mà để 6 goblin thì chúng ta chỉ có 9 con thôi. Chẳng là cái thằng mà chơi cùng goblin của tôi ấy, thì nó có đủ 6 goblin. Nhưng mà nó không ra được cái con mèo 3. Đấy, nhưng mà nó cũng có mèo 2 rồi. Tức là nó cũng sức mạnh của nó cũng tương đương. Nó cũng khá là mạnh rồi đấy. Hyperon ở level 8 cũng giống tôi thôi. Nó cũng hết tiền giống tôi. Đây rồi, gặp lại bạn ơi. Gặp lại. Lần này thì nó là cái câu chuyện khác bạn ạ. Lần này thì nó câu chuyện kết thúc được chưa? 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 Ui ui, kết thúc được chưa? 23 máu bạn ơi. 23 máu bạn ơi. Ủa chưa. Có 10 máu, gặp lần nữa là kết thúc. Ok. Cậu cứ cầm cái đống tiền chuối của tôi đi. Tôi nghĩ là ủa. Sao Breaker còn một con nữa đó. Tôi không đập trứng đâu anh em ạ. Bây giờ nó ra ấy, thì ra, còn nếu mà nó không ra thì thôi kệ. Bao giờ mà cái con Heaven Bomber nó lên được 3 sao thì tôi mới đập trứng cho con Skybreaker nha anh em nhé. Đấy. Một trong hai con. Quả trứng này sẽ đập một trong hai con. Bây giờ tôi lên 8 rồi nên là chắc là cái cơ hội ra được một tiền nó cũng khó hơn. Nên là tôi đập trứng luôn. Đây rồi. Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được thôi. Thằng này cái vấn đề là nó dồn đồ cho con 3 sao kìa. Nó không dồn đồ cho mèo. Nó dồn đồ cho Skybreaker anh em ạ. Làm sao mà ăn được tôi.
Skybreaker có đánh được cái diện rộng nào. Chết rồi kìa, đi rồi kìa. Đấy. Warrior thậm chí nó còn không gặp tôi bay màu luôn. Phá chuối nhưng mà đâu có ngon đâu. Ôi giời, tưởng thế nào. Phá chuối nhưng mà cũng chưa giòn đâu. Ok. Rồi tôi sẽ đổi đồ. Bây giờ nếu mà muốn đổi thì chắc là chỉ đổi đồ cam thôi. Mà bây giờ chưa đủ đồ cam anh em ạ. Đồ cam là sẽ hướng đến là cái gì? Sẽ hướng đến là cái gậy hack. Gậy hack rất là tuyệt vời. Hoặc là cái Radian. Cái vương miệng. Tao sao lên được 9 rồi. Ok. Rồi thằng này cho gót. Thằng này cũng cho gót vào rồi. À, về trận này có 3 thằng Goblin anh em ạ. Thằng này chơi gót Goblin. Này thì gót Goblin với chúng tôi. Chính ra những cái bộ mèo này này nó đích cần gót anh em ạ. Tôi đã bỏ vào gót vào đâu nó vẫn nhảy liên tục mà. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó có cái chân phải, nó là cái gương ấy anh em. Cái gương thì những cái bóng của nó cũng có hiệu ứng nhảy theo. Chính vì thế là khi mà đã nhảy nó sẽ tăng mana nhanh. Mà tăng mana nhanh ấy, thì những cái con còn lại nó cũng sẽ nhảy thôi. Đấy. Thì đơn giản nó là vì là cái con mèo này này nó có cái gương trần phái nên nó nhảy liên tục. Nó sẽ có bây giờ hiện tại ấy, thì nó chỉ có 6 con thôi. Nhưng mà tí nữa khi mà ra được cái con mèo ấy, con mèo 3 đô ấy. À bây giờ là 7 con đúng không? Bây giờ là 7 con. Nhưng mà tí nữa mà ra được con mèo 5 đô thì nó sẽ là 9 con luôn đấy anh em ạ. 9 con mèo nhảy thì gần như nó nhảy liên tục rồi. Gót nó cũng chỉ là cho vào cho nó có content thôi anh em ạ. Chứ còn thực ra nó nhảy liên tục cũng chả cần phải giảm cooldown nhiều. Anh em thấy không, nó nhảy liên tục mà. Gần như chỉ 1 giây đấy. Anh em để ý nhá, nó chỉ có 1 giây khựng lại thôi. Không đáng là bao nhiêu à, 1 giây khựng lại. Bởi vì nó sẽ không nhảy 2 phát một lúc được đúng không? Tất cả bọn nó sẽ nhảy 1 phát một lúc. Thì nó nhảy sau đó nó khựng lại 1 giây, nó nhảy tiếp phát nữa. Thế nên là chúng ta kẹp gót vào thực ra nó rất thừa. Nhưng mà thôi không sao, đây nó là cái yêu cầu. Vì nó là cái yêu cầu ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Bá Hưng. Đây là một cái món quà sinh nhật, lời chúc sinh nhật. Đấy, nên là tôi sẽ lấy cái món đồ này anh em nhá. Để nó sẽ có gót. Mặc dù là gót là tôi biết là nó rất là thừa. Thay vì đấy là chúng ta làm nào chúng ta mạnh hơn. Chúng ta kẹp vua lóc vào, tăng khả năng hồi phục. Đấy. Bây giờ chưa luôn ra là con gót nhá. Hơi đen nhỉ. Không ra. Chưa luôn ra được gót là một. Thứ hai là chưa luôn ra được cái con mèo 5 đô ấy. Con Grand Herat là chưa luôn ra. Mèo 5 đô chưa luôn ra. Bây giờ chỉ cần bất cứ một con gót nào thôi, chúng ta kẹp vào chúng ta sẽ có 2 gót. Tạm thời đánh 2 gót đã anh em nhá. Chứ tôi nghĩ 4 gót là quá thừa luôn ấy. Anh em nhìn lại nhá, đây này. Anh em nhìn này, nó nhảy liên tục. Cái này bị trói thôi, không nhảy được. Đấy, còn gần như là nhảy liên tục mà. Cái quả nào mà bị trói thôi là không nhảy được thôi. Đầy mana vẫn không nhảy được, do là nó bị trói. Đây, gót này. Bỏ vào chúng ta sẽ có 2 gót. Ok. 6 Goblin luôn không nhỉ? Grand Herat này. Đây. Như này đi. Đấy, 6 Goblin. 6 Goblin 2 gót. Ok, để xem là con mèo nó có nhảy nhanh hơn không nhá anh em nhá. Mà tôi dự đoán là con mèo nó nhảy chậm hơn. Lý do tại làm sao thì anh em có thể là tự suy đoán. Anh em thấy không? Bố tiên sư nó nhảy được một phát nó đứng im lại luôn. Thề. Thua rồi, đẩy nhiều máu luôn này. Thằng này khỏe nhỉ. Meteorite anh em ạ. Ây da, thằng này kẻ ngáng đường vĩ đại rồi. Tôi chết rồi mẹ. Chơi Meteorite kẹp. Đấy, cái thằng này vừa lấy này.
Vừa nãy để ý cái thằng này khỏe ra là cái con gấu 2 sao sớm này. Chết mẹ, bây giờ nó khỏe quá à. Làm sao bây giờ? Khó chơi phết nhỉ. Cái đao trước con mèo tôi nhảy đúng một phát chết. Gặp Metalit đứt điện luôn. Liệu rằng cái trận đấu này tôi có thể lên được 10 không? Lên 10 thì chơi cái gì nhỉ? Lên 10 thì kẹp cái gì vào? Lên 10 thì 4 gót à? Ui mẹ vãi đái, thằng này chơi Witcher combo nghệ thuật này. Ôi giời ơi, đi rồi. Combo nghệ thuật à? Đi luôn không? Đi luôn. 31 máu anh em ạ. Cũng khá giống cái kịch bản là tôi vẽ ra từ đầu ấy. Là sau khi comeback thì đẩy đối thủ đi khoảng 30 máu. Nhưng mà gặp cái thằng này trông hơi sợ ấy nhỉ. 6 Glacier. 6 Glacier 4 Witcher à? À 6 Glacier 4 Metalit. Quên. Đổi được đồ cam không nhỉ? Bây giờ đổi đồ tím à? Không, phải đổi đồ cam cơ. Vứt cái gì đi đây. Tôi bây giờ tôi chưa biết vứt cái gì anh em ạ. Thằng này nó xếp bài khôn quá. Chịu. Thằng này xếp bài khôn, con mèo nó không nhảy được vào anh em ạ. Thề. Thằng này biết chơi đấy. Nhưng mà tao vẫn ăn được. Ồ, cắt chuỗi luôn. Ơ, có lên được không? Lên 10 được ấy nhỉ. Chỉ cần thủng một con thôi là con mèo có thể nhảy được vào. Có một cái lỗ thôi là con mèo sẽ nhảy được vào đó. Trời này không biết ăn được không? Căn bản là cái bộ này nó đông thì đông ấy. Nhưng mà cái con ngộ không ấy nó giải tán đám đông khá là nhanh ấy. Nó vụt liên tục mà. Ok, vương miệng rực rỡ là được. Căng thẳng phết đấy. 36 máu với 37 máu. Nhưng mà thực ra bây giờ là kèo cân nha anh em nhá. Kèo cân kèo đấy. Trừ khi... À! Anh em biết lên level 10 là cho gì vào không? Tôi biết rồi. Mèo 5 đô anh em ạ. Chưa ra mèo 5 đô. Lên level 10 phải ra mèo 5 đô thì mới có cửa ăn. 9 con mèo nhảy mới ăn được. Đúng rồi. Búa bình minh luôn. Tất nhiên là tôi sẽ không lấy cái đô đâu. Tôi có ngọc giảm hồi chiêu xong tôi lại còn kẹp gót nữa. Nó quá thừa rồi. Không cần phải có một cái đô làm gì cả. Bây giờ cái điều quan trọng ấy là chúng ta sẽ phải ra được cái món đồ, à mèo 5 đô để chúng ta được hưởng những cái món đồ đến từ vị trí của cái con mèo 3 tiền này. Đúng không? Đao sau mới lên được. Ui, cũng không có chém lan kìa. Nó sẽ clear rất nhanh đấy. Căng thẳng đấy nhở. Ok, cứ nhích ra tí có cái lỗ chui vào được rồi. Ăn được không? Ui không được rồi. Lần này nó đập mạnh thế. Con ngũ không nó đập đau quá anh em ạ. Không ổn rồi, con ngũ không có chém lan. Đẩy 17 máu luôn mà. 10 cái đã này. Mèo. Bom 2 à. Ok. Bom 2 cái đã. Có chơi nhỉ anh em nhỉ. Có chơi thế nhỉ. Giờ phải ra con mèo 5 đô cơ.
Nhìn con Ngộ Không nó phang kìa. Ui đập mẹ một phát bay mẹ hết luôn. Ui dã man luôn á. Nó đập nó lổ Metalit liên tục anh em ạ. Điều quá đi mất thôi. Không có mèo làm đô toàn ó à. Ui có đi luôn trong này không? Sợ thế. Bớ vẩn ra ngoài đi luôn này. Chết rồi. Căng quá nhờ. Làm nào rồi. Căng thế. Hỏng rồi, hỏng rồi. Tôi thấy hai gót ấy kẹp vào nó cũng không hơn đâu anh em ạ. Anh em cứ nhìn vào xem. Nó cũng nhảy, nó cũng từng nhịp thế thôi. Đấy, cứ con nào phải nhảy hết thì mới được nhảy mà. Nên là cái con đao đấy thực sự là nó cũng không ngon lắm. Ô kìa, ăn được rồi này. Quả nào nhảy đẹp thì ngon anh em ạ. Lại hòa rồi. Vẫn là đang cân kèo luôn. Xin con mèo 5 đô đi. Chán vậy. Ok. 4 gót là đủ không? Không đủ. 4 gót thì thiếu. 4 gót thì thiếu phải wizard cơ. Phải wizard mới đủ. Hết rồi, chả còn con nào chơi nữa rồi. Ra ngoài đi không nhỉ? Không có mèo rồi. Không mèo làm đồ. Ui đập vất chết luôn ạ. Vãi đài thề. Anh em nhìn cái quả đập rồi đấy. Đập một phát 18k luôn. Thôi xong rồi. Đi à, thua. Dã man thật sự anh em ạ. Thề kẻ ngáng đường vĩ đại ở đây. Thôi không làm nữa đâu. Thế thôi nha anh em nhá. Test thế thôi. Chứ còn tôi biết là chơi kiểu đấy nó cũng không mạnh lắm anh em ạ. Rồi một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Bá Hưng nhá. Hy vọng là cái món quà này nó sẽ làm cho anh em vui vẻ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một siêu phẩm cuối tuần nha anh em nhá. Cái con cáo ở tôi nó đã hàng phục cái con rớt 3 sao. Thần rớt 3 sao quá mạnh luôn mà nó có thể hàng phục được đấy anh em ạ. Hay lắm anh em tin tôi. Clip bên trái anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Nếu anh em tìm một cái lineup mà để chơi championship thì đó là cái sự lựa chọn số 1 anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.